tại sao mà một cái tựa game như thế này mà nó lại nằm trong cái tab Horror là sao? Chào mừng các con rời đã đến với Misai. Không hiểu sao mấy hôm nay tôi toàn trúng những cái tựa game mà có những cái nữ nhân vật rất là dễ thương, rất là cụ thể. Cái tựa game này khiến tôi rất là tò mò về cái nội dung cốt truyện đằng sau nó sẽ là gì, mà tại sao nó lại ở trong tab Horror. Ngày 1. Liệu đây có phải là bạn gái tôi? Mita. Xin chào, em là Mita. Tên của anh là gì? Cứ gọi anh là Dũng. Rất vui được gặp anh Dũng. Dũng. Lần cuối em ra khỏi phòng thì khá là vội, nên là bây giờ nó thành một cái đống bừa bộn này. Anh có thể giúp em được không? Ô, trời xinh nhở. Trời, gái Alibe à? Alibe đây rồi, xin vãi. Rất dễ thương. Tôi click vào em là sẽ có các trái tim hiện ra. Tự dưng cái tựa game này lại khiến tôi nhớ lại Literature Doki Doki. Doki Doki Club. Hy vọng là không có gì khủng khiếp đằng sau câu chuyện này chứ. Bỏ áo quần vào. Ủa? Có như thế này thôi. Xong rồi nhá. Ui, sẽ thương vai. Mang đồ cũng rất là ấy nữa, cụ tay nữa. Cảm ơn anh rất nhiều. Ngày thứ hai. Mới đó xong ngày rồi. Chào anh, em khá là đói. Em muốn ăn gì đó. Anh có thể mua cho em một ít, gọi là nguyên liệu để em làm món súp súp gà được không? Mua nguyên liệu để làm súp gà. Sao giống tôi chơi một cái tựa game đồ đoàn ấy nhở? Súp gà, ok. Wow, đây là thứ mà em muốn. Bây giờ nấu, chúng ta nấu cùng nhau nhá. Bỏ đây lấy dao cắt hả? Bựa thật đấy. Gì nữa? What? Giúp em nấu ăn nữa. Em chuẩn bị mua một cái tivi rẻ hôm nay. Ok. Nó cần phải là dễ di chuyển, dễ mang đi. Và nó có cái anten. Đấy. Em sẽ mang nó đi khi mà em đi dạo. Muốn là sao em mua tivi gì mà em muốn mang đi ra ngoài đường luôn vậy hả? Hãy nhớ là anh có thể chơi game và có thể kiếm tiền. Anh có muốn chơi không? Kiếm một ít tiền và sau đó mua cho em một cái tivi nhỏ. Ồ, vậy em đây là ai nhỉ? Toàn bỏ vào đây à. Chỉ bỏ vào như này thôi hả? Chơi xong mini game, có một ít tiền. Uầy, bây giờ chúng ta đã có đủ tiền để mua một cái tivi rồi. Mua một cái tivi nhỏ. Ok. Furniture. Tivi đây. Cái gì? Đây là cái... Đúng rồi, nó phải nó cái rẻ nhất và dễ cầm đi nhất là cái mà em muốn. Cảm ơn anh. Ồ, ngày 1, ngày 2 thôi chứ ngày 20 rồi. Chào Dũng, em rất là vui vì anh đã giúp anh đã giúp em. Cái tivi rất là tuyệt đấy, nhưng mà nó lại bị hỏng nhanh quá. Là sao? Hãy giúp em di chuyển cái tủ này sang một cái nơi khác. Nó khá là nặng. Ok, giúp. Ôi. Wait a minute. Phải em bị sao vậy? Okay. Ôi, nó bình thường lại. Ôi, nãy nó bị lỗi. Tẩy hết rồi nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh là người em rất là yêu thích. Đấy, ok. Ngày 33, nhanh vậy. Ồ, Dũng chỉ là mới một ngày thôi mà. Mà chưa gì em đã nhớ anh rồi. Ơ, vai trưởng. Em ước là anh có thể tới thăm em thường xuyên. Damn, ok. Chắc chắn là anh sẽ tới thăm rồi. Ảo thật đấy. Game dễ thương vậy. Ủa, món quà này là cho em hả? Cảm ơn anh. Ngày 37. Này, Dũng, em đã suy nghĩ.
và em muốn gặp anh bằng hình dạng con người. Ủa là sao? Hả? Em ước nhưng mà em không thể. Vậy tức là tôi chỉ đang chơi game thôi hả? Và đây cô gái này chỉ là người trong game thôi. Ý là tôi đang nói cái trong này nè, chứ tôi không nói cái chuyện là tôi đang ngồi làm video với cái tựa game này nhá. Trong cái tựa game này, chúng ta đang vào vai một người, một nhân vật nam, nam chính, là đang cầm một cái máy chơi game, phải không? Đang chơi game. Và tự dưng cô bé này lại nói chuyện như kiểu là cô là không phải là nhân vật trong game mà là một người có lý trí vậy. Em rất là thích anh. Anh luôn luôn làm một thứ gì đó mỗi ngày cho em. Em muốn cảm ơn anh bằng một cách nào đó. Ồ, anh biết sao không? Em có một cái ý tưởng. Ý tưởng như nào? Bây giờ anh đã cùng với em rồi đó. Ủa là sao? Bỏ cái điện thoại xuống. À, không phải máy chơi game mà là điện thoại. Tôi đang ở đâu đây? Cái này trông quen đấy nhở? Ủa, tôi đang ở trong tự game à? Ồ, vậy hóa ra tôi chỉ là đang chơi một cái tựa game tán tỉnh gái thôi. Nhưng mà không ngờ là tôi lại bị em kéo vào trong game luôn. Rồi, ảo thật đấy. Em có thể ra đây em kéo em ngoài này luôn được không? À, tôi mang cà vạt nè, ở trong cũng được. No time bro. How to win an argument. Làm cách nào để thắng một cuộc đối thoại. Anh của này em tên gì nhỉ? Ơ, sau một hồi cái quên tên rồi. Tay cầm chơi game, tivi. Phòng trong cũng sạch sẽ, cũng dễ thương. Hello. Bạn này em tên gì nhỉ? Sao tôi nhiên quên thế nhỉ? Mở cửa. Ôi. Ôi. Phòng toàn màu hồng ạ. Dễ thương thực sự. Cái gì đây? Run chạy cái ứng dụng để mà make the transaction. Transition. Là sao ta? Cập nhật tựa game lên version mới. Là sao? Cái máy gì nhìn kỳ thế này? Tìm những cái món đồ và đặt lên đây hả? Tìm tới cái chỗ scan. Một cái thìa, một cái bút chì với một cái scrunchie. Scrunchie là cái gì nhỉ? Ấy, chi này. Chưa. Cái bánh nào hay là gì? Ui, phòng tắm này. Uầy, phòng tắm dễ thương thực sự. Cái kẹp tóc. Ok. Sao mình không thấy em đâu nhở? Bếp hướng nào ta? Uầy, ở đây rồi. Thì ở đây, đây. Uầy, không thể tin được. Cái tựa game cùng với cô bé mà tôi đã chơi mỗi ngày, hôm nay tôi lại được chui vào trong tận trong tựa game luôn. Thật không thể tin được. Rồi, scan này. Sẵn sàng để chạy. Wow. Chạy. Chạy version 1.9. Khoan. Đừng nói triệu hồi em ra nhá. Wait a minute. Hay là đứng vô đây. Ờ, đứng vô. Oh no. Ôi. Ôi. Hết năng lượng. Khởi động pin. Ui. What the heck. Đây à. Hết năng, hết điện rồi, mất điện rồi. Không có pin à? Lại phải tìm pin.
Who are you? Em là ai? Ủa sao em lại hỏi vậy? Tưởng em kéo anh vô đây. Ở kia em đâu rồi? Don't you see me? Em không thấy. Anh không thấy ai mà. Muốn chơi không? Hả? Cái gì vậy? Nè Vinh nè. Hảo thế nhỏ. Ui, anh là ai? Toàn là who are you không này. Phải. Rồi thì nhớ rồi, nhớ rồi. Em gái tên là Mita. Sao mình vào mình kiếm em không ra nhở? Sao lại có tiếng ruồi vô đây nhở? Ui, có gì trong tủ lạnh à? Ui, vai trường. Sao lại ruồi bâu vào cái chỗ nào vậy? Bao này hả? Nữa à? Tôi lại đứng vào đây nữa à? Mà cái máy gì như máy di chuyển tức thời ấy nhở? Ảo thật đấy. Tôi bị gì giật giật vật vậy? À, dữ liệu đã được truyền. Ok. Chả Mita đâu rồi nhỉ? Không mở được cửa. Trời ơi, cuối cùng chúng ta đã gặp. Trời ơi, xinh vai. Em chắc là có rất là nhiều câu hỏi. Như anh đã thấy, em đã tạo ra cái máy đặc biệt này để mà mang anh đến đây càng sớm càng tốt. Nhưng bởi vì một lý do nào đó, em đã nhầm cái phiên bản. Nó là một câu chuyện dài. Trời ơi, dễ thương quá má ơi. Giờ dù sao đi nữa thì rất là vui vì được gặp anh. Trời ơi, lại còn mang váy, mang quần. Anh thấy hết đó nha. Mang váy là còn mang quần tất nữa. Trời ơi, đúng, đúng gu tôi luôn. Rất là xinh, dễ thương. Nhưng mà anh có thể hỏi là em bao nhiêu tuổi được không hả? Chứ anh là anh sợ bóc lịch lắm em ạ. Nhưng mà nhìn như thế này chắc chắc chắn là phải trên 18 rồi các bác ạ. Ai, ôi ôi ôi, cái phải. Cái game này biết chọc vào mặt người xem ghê nha. Anh có nói chuyện với em không? Làm thế nào mà anh lại vào được trong tựa game? Để em nói cho anh biết. Hả? Là sao? Anh đã hiểu chưa? Anh vẫn chưa hiểu. Điều quan trọng nhất đó là chúng ta đã được ở cùng nhau. Ê, đấy, đúng vậy. Thực ra là anh hỏi cho có thôi. Rồi, để hỏi em thêm một cái nữa. Em có phải là Mít? Cái gì? Em sẽ làm gì nếu mà anh muốn quay lại? Anh đã muốn quay lại rồi sao? Em không biết nói sao, nhưng mà vậy còn em thì thế nào? Hãy ở cùng nhau. What? Ừ, tại sao tôi lại muốn về nhỉ? Đây không phải là ước mơ của tôi sao? Tự dưng ở nhà chơi một cái tựa game tán gái thôi, mà bây giờ nó lại cho tôi vào thẳng cái tựa game luôn. Cho tôi ở với một cô bạn xinh như thế này. Còn gì bằng nữa các bác, phải không? Anh hỏi một câu nữa này, em có phải là Mita không? Đúng vậy, chính là em. Anh là Dũng à? Đúng vậy. Ăn là Dũng. Cái máy tính này còn hoạt động không? Hay là nó chỉ trang trí thôi? Đương nhiên là nó còn hoạt động rồi. Mọi thứ trong này đều hoạt động. Nói chung là mọi thứ trong này đều hoạt động anh em ạ. Chứ không phải nó chỉ là vật trang trí thôi. Nó không giống trong game. Đấy. Mọi thứ ở đây đều là thật hết. Nhưng mà em chắc chắn không phải thật. Tôi đi hướng nào em cũng nhìn tôi hết. Cụt tè vãi. Cái này sao? Anh nghĩ là anh biết cô ấy. Đây có phải là Anita đến từ Umfen? Cái tựa game tên là Umfen. Anh nhớ cái câu chuyện của tựa game đó. Nhưng mà tựa game đó nó chưa hoàn thành. Đúng vậy. Bởi vì cái kinh nghiệm của nhà phát triển nó khá là thấp, nên là tựa game vẫn chưa xong. Ok.
Tại sao lại không có bóng của anh trong trong này nhỉ? Ồ, đúng vậy. Em quên bật cái phản phản chiếu. Ủa là sao? Anh biết đấy. Em còn không biết nó là gì nữa cơ. Nó không có ở trong thế giới của em. Cho tới khi có một vài bản cập nhật. Có rất là nhiều phản chiếu ở trong thế giới của anh sao? Đúng vậy đó em. Ồ, ảo thật đấy. Đẹp dai thực sự. Ok, không cũng tạm được chứ không đến nỗi. Cái gì? Em ăn kẹo mút nữa hả? Ở đâu rồi? Em vứt đâu rồi? Ảo gì? Trời. Ai da, tựa game này nó không cho nút ngồi các bác ạ. Và các bác cũng đừng hỏi tại sao nó lại không cho nút ngồi nhá. Em ảo thuật ra. Em lôi cái kẹo mút đâu ra, bây giờ có hộp sữa đâu ra nữa. Đỉnh thật đấy. Ôi. Sao lại em lại vứt cái hộp sữa xuống dưới váy hay vậy, em giấu chỗ nào áo vậy? Nói chung là cũng được, nhìn cũng ra gì đấy. Mình đi đâu là em sẽ đi theo đấy. Ok. Kính này thì sao? Em cũng dùng kính hả? Không. Nhưng mà em có thể mặc nó. Em có muốn em mặc không? Đương nhiên rồi. That's right. Trời ơi. Bây giờ em sẽ mặc kính mọi lúc. Đấy. Kênh TV có bao nhiêu kênh vậy? Nó không có anten. Hoặc là không có dây TV. Nhưng mà nó có thể kết nối với Internet. Nên là bất cứ thứ gì anh muốn xem trên Internet đều có thể xem ở đây được. À, hay thế nhỉ? Rồi xem thử. Khoan. Hả? What? Cái gì vậy? Mèo hả? What the heck? Úi dồi. Anh biết đấy. Khoan. Bruh. Điêu vậy? Anh có muốn một ít nước không? Ảo thật đấy. Cho anh miếng nào. Ôi, uống được thật. Ô kìa. Thật là kỳ lạ. Dead juice. Nước chết. Nó có vị. Nó chẳng có vị gì cả. Mình không thể mà miêu tả được. Một cái quảng cáo thật là kỳ lạ. Rui chết rồi sao? Đúng vậy. Rui ra từ rui là cái nước được chiết ra từ cái bình bình nước đấy hả? Cái bình nước trong quảng cáo đấy hả? The heck? Ủa, còn điện thoại thì sao? Nó bị mất từ ví của anh. Nó không còn còn trong ví của anh nữa, nhưng mà nó đâu quan trọng đâu. Ê, em có một cái ý này. Chụp một bức ảnh nha. Ấy chà, ấy chà, ấy chà. Ngon thế nhỉ. Nhìn này. Trời ơi. Một bức ảnh đẹp. Giữ cái này là một cái kỷ niệm nhá. Em có một cái câu hỏi. Là nếu anh bắt đầu tựa game trên máy của anh thì anh có thấy được em không? Không ai ở đấy cả. Ủa là sao? Ok. Nhưng mà thực ra trong phòng nó đâu có gió đâu mà váy nó cứ tung tóe hết cả lên vậy nhỉ. Ok, mình đi qua bên này đi. Ái da, cái gì đây? Một cái nhẫn. Anh đói hả? Hãy nấu cùng nhau nhá. Cái chữ nó rơi xuống rồi. Cảm ơn anh nhá. Anh mang giúp em một cái kéo được không? Nó ở trong phòng phòng vệ sinh đấy. Ok. Tại sao em lại để kéo trong phòng vệ sinh? Em cắt cái gì trong này? Ơ kìa. Là sao? Để kéo. Cái gì trong này? Những cái cuộn băng à? Libby. Nó không phải là một cái lỗ mà chúng ta có thể chui vào được nha.
chỉ là một cái chỗ để giấu đồ hay gì đấy. Sao tự dưng nó lại rơi ra được nhỉ? Cái gì trong đó nhỉ? Một cái cuộn. Một cuộn băng tên là Libby. Cùng với nhất cái cuộn, nhiều cuộn băng khác nữa. Đây, kéo của em này. Ok, ngồi vào ghế. Hỏi em về cái lỗ đấy à? Có điều gì lạ sao? Em tìm thấy một vài cái cuộn băng nhỏ ở trong cái van. Nó có tên ở trên đấy. Những cái đấy là gì? Nó là kiểu như nào? Hãy tìm thử xem nào. Nhưng mà một lát nữa đi, chúng ta sẽ quay lại đấy tìm. Ok. Để ăn cái đã. Đưa em chiếc kéo nào. Ok. Lạ nhỉ. Em có muốn một ít ấy không? Không. Ok. Món ăn sẽ ngon hơn khi có thêm ít nước sốt. Chúng ta có thể nói chuyện sau khi ăn nhá. Ok. Tại sao ánh sáng ở bên ngoài lại màu trắng sáng vậy? Nó là một cái tính năng của thế giới này. Có vẻ khá là lạ đối với anh. Nhưng mà anh sẽ không thấy cái thứ gì ở khoảng cách đấy. Nó làm vậy để mà tránh bị lắc. Có một vài cái lỗi. Em không nghĩ là anh sẽ thấy một cái lỗi nào đâu. Ok. Mọi thứ giống như là một cái giấc mơ vậy. Anh định chạy đi và bỏ quên tất cả mọi thứ à? Không, anh chỉ là thấy nó rất là không thực tế đấy. Nhưng mà em là có thật, chàng ngốc ạ. Một ngôi nhà đẹp đấy, nó khá là ấm cúng. Đương nhiên rồi. Và em có thể ở đây, em không để ý đâu. Em có thể về nhà như thế nào? Khi nào em có thể về nhà? Có nên hỏi anh ta. Anh bị ốm à? Tại sao? Ở đây rất là ấm áp mà, ở đây còn có em. Không không, anh rất là phúc vì khi mà được ở với em. Nhưng mà anh khá lo lắng vì anh có thể quên một cái gì đó ở nhà. Tự dưng anh lại bay một phát tới đây, nên là anh vẫn chưa sẵn sàng. Xin lỗi nhưng em chưa nghĩ tới chuyện đấy. Ok. Rồi, hãy ăn. Rồi, ok. Lạ nhỉ. Em không muốn mình rời đi nhá. Cảm ơn em. Anh ăn mọi thứ rồi à? Sao cái dĩa của em nó ăn hoài, nó không vơi à? Okay. Bỏ dĩa vào cái khả. Ok. Ok. Mita, có chuyện gì vậy? Ôi dồi. Thức ăn. Có chuyện gì vậy em? Nói cho em biết là em cảm thấy thế nào. Tim của em đập thình thịch. Và có cái tiếng ồn trong đầu, trong mắt em. Em không biết tại sao em bị làm sao nữa. Cố đứng dậy. Thức ăn có vấn đề gì đó. Em kéo mình đi đâu này? Giật lắc rồi. Hay là bản cập nhật bị lỗi? Em đưa gì đó cho mình. Đưa cho mình thuốc à? Đây là cái gì? Đây là thuốc. Anh sẽ cảm thấy ổn hơn đấy. Hãy đứng trước gương. Uống viên thuốc. Em sẽ đợi. Là sao? Sao lại che mắt mình? Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Anh cảm thấy ổn hơn chưa? Cũng được. Tại sao nó lại xảy ra nhanh thế nhỉ? Dũng, chúng ta đang ở trong game. Và tất cả mọi thứ rất là đơn giản. Anh đã bỏ ra một ít công sức thôi, nhưng mà kết quả lại rất là ổn. Đây là một cái simplicity là gì? Là đơn giản hả?
Chết mẹ, quên đọc dòng tiếp theo rồi. Ấy, em ơi, the beginning of weirdness, sự khởi đầu của những thứ kỳ lạ là sao? Hả? Là sao? Mita, hello. Ủa, ban nãy tôi có thấy mấy cái ri băng này không nhỉ? Ba cái bức tranh này không? Là phòng ngủ của em. À đây này, đây. Em, chào em. Em đã dậy rồi sao? Sao em lại tới được đây nhanh vậy? Em vừa đứng với anh mà. Không, anh vừa bị đóng băng ở ngay trước cái kính ấy. Em đã rời đi. Có chuyện gì xảy ra trong phòng đó? Em đã di chuyển đồ đạc để cho nó, anh thấy nó quen thuộc hơn. Nó có cảm giác như là anh đã quen thuộc với cái chỗ này. Ok. Ok. Cái gì đây? Nó lại xảy ra rồi. Phòng nó không có đủ thời gian để mà load. Anh hãy đợi một xíu. Wow. Là sao? Lạ thật đấy. Ok. Chúng ta đang ở trong một cái điện thoại của ai đó sao? Và cái điện thoại này nó chậm. Load chậm sao? Nó không phải là tất cả mọi thứ khiến cho thế giới này nó hoàn hảo. Chúng ta đang sống là bởi vì cái... Ôi em cười. Cái co của thế giới này. Chơi trên console nữa. Hoặc là trong thẻ. Chơi game với Mita. Được nhỉ? Ôi, em lại lấy cái bánh đây đâu ra rồi. Lạ. Chơi game với Mita đi. Đây cái tay cầm này. Bốn nút là gì ấy? I Hashin New Scandal. Trong tự nhiên này chúng ta phải đánh nhau. Đối kháng à? Hai hộp sữa bính nhau à hay gì? Ôi dồi ôi, hai hộp sữa bính nhau thật à. Anh phải chiến thắng đấy nha, 4 lần. Em sẽ nhẹ tay với anh ơi. Em lại. Cái gì vậy? Knock out. Một mạng rồi nhá. Hãy đợi em một lát. Nhảy, 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 nhảy. Nhảy, 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 nhảy. Ôi, phun cây máu luôn. Thắng rồi, thắng rồi. Dễ quá. Không, thật không thể tin được. Những ngón tay của anh là một cái gì đó. Đúng vậy đấy em ạ, nó là một cái gì đó. Nhặt hết của em luôn. Em nhặt được 8 và nhặt 24 luôn rồi. Cái cuối cùng anh cũng lấy luôn. 20 mấy luôn, 25 luôn. Anh chắc là một con chim cánh cụt tự nhiên rồi, từ lúc sinh ra rồi. Ủa, có áo quần mới à? Arc Station. Được rồi, hãy chơi thẻ bài với nhau nhá, ở trên giường quá. Em có thể nói nó chi tiết hơn được không? Nó rất là dễ hiểu lầm đấy. Và bây giờ chúng ta bắt đầu chưa? Ok. Em lại thắng. Cái tiếng gì trong cái tủ ấy nhở? Nó đến từ cái tủ đấy. Tiếng gì? Tiếng gì cơ? Em chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Nói cho em biết là cái tiếng nó như nào. Như kiểu có ai đó knock knock vào. Là sao? Nhưng trong đó không có ai cả. Để anh kiểm tra. Nó khá là lạ. Tại sao? Sao mặt em tối sầm lại nữa? Ui ui. Anh đang làm gì vậy? Trong này
Nó là có quần lót của em trong ấy. Em đang giấu gì hả? Tại sao anh không tin em? Em đã làm gì sai chứ? Em chỉ muốn ở cùng với anh. Anh chỉ muốn biết là trong đó cái tiếng nó là cái tiếng gì. Chỉ là cái thế giới này chỉ có 4 cái phòng thôi, nên nó không đủ với anh hả? Anh có muốn ở lại với em không? Ôi, mình không thể ấn ở lại được bởi vì nó bị khóa rồi. Oh no, nó bị khóa rồi. Damn, mình sẽ từ chối. Em hiểu rồi. Lại nữa, nếu anh muốn biết trong này có gì thì anh sẽ tìm ra thôi. Nhưng mà bây giờ what? Một cái búng tay của bóng tối. Demo chỉ là 15% thôi nha. Why? Why? Hiểu rồi. Hiểu tại sao tự game này lại gắn cái tab horror trong đấy rồi. Một tựa game kinh dị tâm lý. Nháy mắt. Trời 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 trời. Nhưng ban nãy tôi nhớ là tôi mở được một cái bộ áo quần. Ôi, ôi, đây là bộ đồ gốc này. Bộ đồ gốc rất là dễ thương nha. À damn, absent là... Ôi sao mình chưa mở được bộ này nhỉ? Ok, và câu chuyện của chúng ta ở đây không hề đơn giản một xíu nào. Mình đang có một cái suy đoán như thế này. Đó là Mita đã từng dẫn những cái người khác vào trong tựa game chăng? Và nếu mà ai mà từ chối ấy, thì cô bé sẽ giữ họ lại mà không cho họ thoát ra ngoài, bắt buộc họ phải ở lại trong cái thế giới của Amita. Nhưng mà làm thế nào mà một cái nhân vật trong tựa game trò chơi điện tử lại có thể tạo ra được một cái cỗ máy mà nó có thể kéo những người chơi khác vào? Đấy, chúng ta có rất là nhiều cái câu hỏi kỳ lạ ở đây. Và đừng có để cái sự dễ thương, đừng để những cái âm thanh trong trẻo cute này đến lừa anh em trong cái tựa game này, Misai. Và khi cái tựa game này ra mắt bản chính thức thì chắc chắn là tôi sẽ chơi, để chúng ta sẽ tìm hiểu thử xem câu chuyện là như thế nào. Và tôi rất là muốn ở lại với Mita để mà tìm hiểu về tâm lý của cái nhân vật trong game này. Tại sao lại trở thành một cái con người có suy nghĩ các kiểu đầy đủ luôn. Và để tiếp tục xem thử là diễn biến của câu chuyện, xem hay là chúng ta liệu có thể cua được em không, hay là chúng ta có thể thay đổi tâm lý của em và đem em ra khỏi thế giới game, mang em về thế giới thật và một cách kết hạnh phúc chăng? Đấy, đấy là một cái kế hoạch của tôi nếu mà ra mắt bạn chính thức. Được rồi, thì rất là cảm ơn anh em đã xem mình chơi thử Misai. Và nếu anh em muốn chơi thử tựa game này, link ở ngay phía dưới phần mô tả nha. Bản demo hoàn toàn miễn phí và anh em ta sẽ cùng nhau đợi bản chính thức của Misai. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem và hẹn gặp lại trong những tựa game tiếp theo trên kênh của Dũng Senpai. Bây giờ xin chào tạm biệt và chúc một ngày tốt lành. Bye bye.